Dạ, kính chào quý vị khán giả. Dạ, Coleman sẽ chính thức trở lại đường đua review. Dạ, thưa bà con cô bác, hôm nay thì sáng nay thì không có lên công ty, ngày hôm qua lên họp cả ngày rồi sáng nay ở nhà. Đó, ngồi bỗng nhiên thèm cái món miếng lương giòn quá. Mới sợt lên trên mạng tìm miếng lương thanh thảo ở Lý Tự Trọng, chắc bà con cô bác vẫn biết ha. Đó, thì lâu lắm rồi. Ủa chanh đâu đâu trời. À, đây. Đó, chỉ cần là bóc điện thoại lên gọi Grab đem tới. Rồi xong, nhưng mà cũng lâu lắm chứ không có nhanh đâu, cả tiếng hồ đó. Rồi. Dạ hôm nay sẽ lâu lắm rồi không có ra miếng lương thanh thảo để được ăn, chắc là cũng phải có đến 6 tháng là ít. Đó. Nên là hôm nay thử review lại coi nó làm sao. Húp thử cái nước. Chất lượng vẫn như xưa, không có gì khác biệt, vẫn ngon như ngày nào. Đây là thêm thiếu ăn miếng lương nè, bún thang nè, hay là phở nè, miếng gà rồi nè. Đó là cái tương ớt nha bà con, đừng quên cái tương ớt Bắc nha, là đúng bài luôn. Đó, nhưng cái tương ớt Bắc này nó hơi cay, sắp tới mà Coleman sẽ sản xuất tiếp cái tương ớt Bắc mà nó không cay, ít cay chứ không phải không cay. Rồi, chế một xíu nước mắm nhỉ vô, nước mắm nhỉ cá cơm Phú Quốc. Đó, để lát mình chấm chứ không gì hết trơn đó. Rồi, cho vô đây cái xí nữa. Hồi nãy mình nếm cái nước mà thì chưa có nêm, phải không? Giờ đợi. Rồi. Rồi, mời bà con cô bác đừng bỏ buổi sáng nha bà con cô bác. Rồi bây giờ mời bà con cô bác thử ăn miếng lương giòn. Đây cái sợi miếng này là cái miếng tươi của Thái nè. Đó, riêng cái ở miếng lương thanh thảo là họ sử dụng cái sợi miếng tươi của Thái này. Đó, cho nên là nó ăn rất là dai, rất là ngon, mình thích lắm luôn á. Thêm ít tía tô vô. Chà, hôm nay mấy đứa nhỏ cũng dậy sớm quá, nghe mẹ la ông trùng trong kia rồi. Thật ra thì hôm trước thì ở cái quán mình ghiền miếng lương quá, mình cũng đó, mấy anh em nó thấy mình ghiền miếng lương quá, các anh em nhà bếp nó cũng nấu, dạ, ăn cũng được, nhưng mà nói một cách công tâm thì mình thấy không ngon bằng cái miếng lương thanh thảo đó, chứ không phải cái gì nhà mình làm là mình đều thấy ngon đó bà con. Miếng lương chiên bằng cái gì mà nó giòn mà nó thơm dã man. Ngon miếng như nào. Ở Nghệ An thì khác nha, họ nấu miếng lương mềm không à. Mà cái Nghệ An là cái xứ phải nói về đặc sản ẩm thực của Nghệ An thì phải nói tới cái món miếng lương đó. Miếng lương cháo lương. Còn họ nấu mềm không à. Mà con lương họ bự lắm, cái miếng thịt nó sớ thịt nó dài mà nó vàng. Nhìn ngon lắm. Còn miếng lương giòn này là kiểu Hải Phòng. À, đã quá. Thèm gì ăn đó đúng không bà con? Và ngày mai mình cũng sẽ đi một vòng gọi các cái quán ăn vỉa hè. Tại rất nhiều quán ăn vỉa hè mà ngày trước mình từng review. Rồi, bún bò nè. Quán hẻm mà, nhiều những kiếp mà, con bò, con tấm, hủ tiếu Nam Giang, ở gần cái công ty mình, cũng không biết bên đó bán lại chưa nữa. Và cái mùa này là mấy người bán mà vỉa hè với bán ở hẻm là chắc là, mình nghĩ chắc là cũng tiêu tùng hết rồi. Chắc là cục vốn hết. Ngon quá, lâu quá, 6 tháng trời mới ăn được lại cái tô miếng lương á, thật sự luôn.
Nguyễn Lương Thanh Thảo là Lý Tự Trọng có cái hẻm đi vô. Địa chỉ chính xác là mình quên rồi. Bây giờ mình sẽ ghi trong cái phần mô tả để bà con bác xem nha. Mà có một dạo á, hôm nay mình không có đi review nữa là vì lên cân quá. Dạ ăn quá, sáng nào không ăn, trưa không ăn. Trời ơi. Mà lúc này lấy là phong độ à. Giờ uống cần tây với lại cái này nè, cái dầu ô liu nè. Đó. Mỗi sáng. Thành ra là mình nghĩ là mình sẽ buổi sáng mình có thể sẽ tiếp tục đi review quán ăn lại. Đây vừa đi review quán ăn cho bà con xem cho đỡ buồn. Đó, đặc biệt là những bà con ở phương xa nhìn lại những món ăn quê nhà. Một số người hỏi mình là ủa cái miếng lương này có gì đặc biệt, cũng là miếng lương chiên giòn nữa. Dạ không đâu, cái vị nó không có quá đậm đà, nó không có quá ngọt, nó không, nó vừa vừa thôi, nó vừa thanh. Cái vị của miếng lương Thanh Thảo á, nước nó vừa thanh dễ chịu lắm. Nó không giống cái vị của miếng gà, mà nó cũng không giống cái vị của phở, nó cũng không giống cái vị của bất kỳ một cái món nước nào khác. Miếng lương mình cũng không biết là cái cách nấu như thế nào nữa, mà nó có một cái vị rất là khác biệt. Mình thì cực kỳ thích ăn lương giòn, lương mềm thì nó không có giòn, mình ăn mình không thấy vui lắm. Mà cái cách chiên cũng hay lắm, tới giờ này vẫn giòn nha, bỏ trong nước vẫn giòn. Đâu quá cũng không có gặp cái chị chủ ở miếng lương Thanh Thảo. Nó sáng sớm rồi mà trước khi đi làm hay ghé ăn. Dù ở nhà ra đi ra khỏi nhà là 6 giờ. 6 giờ 15. Ghé Lý Tự Trọng, nó làm một bát. Mình với ông ngoại, hai cha con. Ông ngoại cũng thích cái này lắm. Mặc dù là răng của ông ngoại hơi yếu, nhưng ông ngoại cũng thích cái món này. Đã quá. Miếng lương Thanh Thảo đã chính thức mở cửa lại rồi nha bà con. Có gì bà con không biết, lên Google search. Mình sẽ đi trong phần mô tả. Dạ, thôi mến chúc bà con cô bác được vào. Những bạn bước vào một cái trạng thái bình thường mới. Mà đừng quên, đi làm hay là đi ra ngoài đường chúng ta phải vẫn tuân thủ 5K. Bởi vì cái nguy cơ lây nhiễm vẫn còn rất cao ở trong cộng đồng. Đó là mặc dù chúng ta có 2 mũi rồi, chích 2 mũi, chích 1 mũi rồi, nhưng chúng ta không được chủ quan nha bà con. Mình cũng vậy, ở công ty mình cũng vậy là sáng đầu tuần ngày hôm qua đi làm là các bạn đều phải vào thử test nhanh trước rồi mới được vào công ty, cho dù là các bạn đã chích ngừa 2 mũi rồi á, vẫn phải thử. Để có ngay từ lúc phát hiện sớm cái mình có thể là đưa các bạn nó đi liền luôn, để tránh cái tình trạng lây nhiễm. Vì đó thôi, bây giờ thì mạnh ai nấy lo bảo vệ chính mình, chứ bây giờ cái việc mà sống chung với Covid là chắc chắn rồi. Không, chúng ta đâu thể nào mà đóng băng mãi được. Xin chào tạm biệt bà con cô bác nha.